tiếp qua một cái bài nữa, đó là cái bài thiệp rớt, để chúng ta ứng dụng về phần cỏ rớt và phần bát. Bây giờ ở đây cô nêu ra một cái tập tin bằng theo kích thước của cái phần bài tập đây của mình luôn. Ok, chúng ta tùy chỉnh từng phần một. Cái đầu tiên chúng ta có đó là về cái phần bách rau. Cô dùng công cụ eyedropper, cô dùng công cụ eyedropper tool, công cụ hút màu. Ở đây chúng ta thấy rằng cái bách rau của mình là một cái nền chuyển sắc, thì cô sẽ lấy hai màu cùng một lúc. Bằng cách khi cô dùng công cụ eyedropper, cô lít màu ngay vị trí cái vùng sáng để chúng ta lấy được cái màu của foreground. Cô nhấn giữ alternate và cô click để cô lấy được màu của bách rau. Và các bạn cho cô biết thì ở đây chúng ta sẽ tô chuyển sắc dạng gì bằng. Nó tỏa dạng tròn, nó tỏa từ tâm ngay vị trí này ra. Cô dùng công cụ Radiant thì việc đầu tiên mình kiểm tra xem cái màu foreground bách rau của mình đã lên tới trên vị trí này chưa. Còn nếu chưa thì chúng ta bấm vào trong cái phần cái bảng hợp thoại nhanh của nó để chúng ta chọn cái kiểu đầu tiên là foreground background. Thì chúng ta đã xác định đây là chuyển sắc dạng tròn, cho nên cô sẽ chọn qua cái loại thứ hai có tên là Radiant, Radiant. Tất cả những thuộc tính còn lại chúng ta để mặc định cho nó. Và vì là dạng tròn cho nên chúng ta sẽ bắt từ tâm chúng ta kéo. Ở đây chúng ta thấy cái đốm sáng nằm ngay cái vị trí đây, cho nên cô bắt từ vị trí đây. Cái điểm đích đầu tiên của mình chính là màu của foreground. Và cái vị trí thứ hai của mình chính là màu của bách rau. Và cô bắt từ đây, cô ráp màu, cô kéo xuống một khoảng để chúng ta tạo được cái đốm sáng ngay cái vị trí đây và từ từ lan dần sang cái điểm tối. Tiếp tục ở đây chúng ta tạo ra một cái lớp ở những cái vì sao mà nó có lớn có nhỏ, nó random ngẫu nhiên. Cô nêu ra một cái layer mới. Thì đối với cái nhóm sao này thì cô chỉ việc quay lại công cụ cọ rớt thì chúng ta sẽ có cái nhóm cọ cơ bản ngay vị trí đây. Đây là một số cái kiểu cọ sao của mình. Bạn có thể bạn chọn bất cứ một cái kiểu cọ nào đó. Ví dụ cô chọn đại cọ là 55 chẳng hạn, hoặc 70, cô không biết là cọ gì nha, cô cứ chọn đại ở vị trí đây. Cái màu của những cái phần cọ sau này thì chúng ta lít vào trong đây để cô lấy lại về trắng đen. Bấm vào trong biểu tượng này để cô đảo màu trắng lên trên. Việc đầu tiên của mình là chúng ta cứ kéo đại nó ra xem nó là cái gì. Được không bạn? Hoặc là không kéo ra thì chúng ta cứ việc lít màu ra ngoài vùng trống xem kết quả nó là cái gì trước. Và bây giờ chúng ta bắt đầu tùy chỉnh. Thì ở đây chúng ta thấy cái thứ nhất là nó bung nhiều hướng trên đầy tập tin của mình không bạn. Cái thứ hai bạn thấy rằng những ngôi sao này nó có lớn, nó có nhỏ. Vậy thì bây giờ bắt buộc phải mở cái hộp thoại rớt lên. Thì ở bên trong đây chúng ta tùy chỉnh cái thứ nhất, cô vào trong catering là phân bổ đối tượng. Và cụ thể là caster ở vị trí đây cô tăng thông số cao lên để cô phân bổ cái đối tượng ra. Và bạn thấy rằng ngôi sao đây của mình nó rải rác, cho nên chúng ta không cần tùy chỉnh cái phần khâu là số đối tượng được vẽ ra. Và cái kế tiếp bây giờ chúng ta cần tùy chỉnh là có ngôi sao lớn, ngôi sao nhỏ, cho nên cô sẽ vào trong cái shape dynamic và cô chỉnh cái size jitter để chúng ta có ngôi sao lớn, có ngôi sao nhỏ. Và nếu bạn nào muốn những ngôi sao này nó xoay ở những hướng ngẫu nhiên thì chúng ta kết hợp thêm cái phần là angle. Còn nếu không thì thôi, chúng ta không tùy chỉnh cái phần roundness. Đến đây cô sẽ ráp mau, cô kéo ra xem thử cái nó là cái gì. Bạn thấy rằng một bầu trời, một quá trời sao luôn thì nó lại không đẹp. Cái thứ nhất cô sẽ giảm cái size cọ nhỏ lại một tí. Vậy thì bây giờ làm sao để nó rải rác ra một vài cái? Vậy thì cô sẽ kết hợp với trong cái nhóm rớt tiếp xếp, và cụ thể là cái spacing chúng ta giãn nó ra, để khi chúng ta kéo nó ra lác đác một vài cái như vậy thì nó sẽ đẹp hơn là chúng ta để nó quá dày đặc. Được chưa bạn? Bạn có thể bạn kéo ráp ráp ma để chúng ta kéo lác đác nó ra như vậy thôi. Rồi và bây giờ đến cái phần chi tiết kế tiếp là chúng ta thấy rằng có một cái ngôi sao, và chính ngôi sao này nó tạo ra một cái dãy sao xẹt đi xuống như vậy không bạn. Và cũng chính ngôi sao này để chúng ta tạo ra một cái hình dáng là của một cái thông Noel. Vậy thì bây giờ cái ngôi sao này thì chúng ta ban đầu thì mình sẽ kiểm tra thử xem là bên trong thư viện mình có hay không. Một là thư viện có sẵn, hai là chúng ta vào trong cái phần menu con chúng ta lót hết những cái thằng này lên. Thay vì mất thời gian như vậy thì cô sẽ ứng dụng trực tiếp, cô tự tạo luôn. Bằng cách cái hình ngôi sao này thì chúng ta đã học bên trong cái nhóm là polygon. Được không bạn? Polygon là tạo ra hình đa giác. Còn bây giờ cô muốn hình sao thì cô click vào trong biểu tượng thuộc tính vẽ của nó để cô gán cho nó là dạng hình star. Và cô đã có nhắc là khi chúng ta khởi tạo một cái đối tượng nào đó làm cọ rớt thì cái đối tượng đó nên là màu đen, để chắc chắn một điều nó lấy đầy đủ cái nội dung bên trong đó. Màu trắng hoặc là màu gì đó thôi thì đôi khi cái phần lấy màu của nó sẽ hơi bị sai lệch. Vì vậy ở vị trí đây cô sẽ tạo ở thuộc tính shape luôn để chúng ta đỡ mất công tạo layer.
cô tạo ra một cái hình vuông tương đối là khá lớn một tí, chúng ta đừng tạo nhỏ quá. Và cái đối tượng này cô sẽ cho nó là màu đen. Có cần đường viền không bạn? Không cần đường viền nha. Và để chúng ta chỉ lấy đúng ngôi sao này chúng ta làm, thì đến đây cô load vùng chọn của cái hình ngôi sao lên. Vào trong menu edit chúng ta chọn là Define Red Reset. Ok. Vậy thì sau khi thực hiện xong thì có thể chúng ta không cần đến cái hình này nữa. Cô ráp màu vào trong biểu tượng thùng rác để cô xóa cái layer đi và đồng thời tắt luôn cả cái vùng chọn. Nhưng mình phải new một cái layer mới để chúng ta kiểm tra cái dãy ngôi sao ở đây của mình. Và bây giờ khi cô chọn layer mới xong, dùng công cụ cọ rớt, lít vào trong cái thư viện của nó, luôn luôn cái mẫu mình vừa tạo nằm ở vị trí cuối cùng. Và đến đây chúng ta kéo theo một đường ngang thì bạn thấy rằng nó ra đúng kích thước của đối tượng ban đầu chúng ta vừa tạo. Vậy thì cô undo lại. Chúng ta bắt đầu tùy chỉnh. Cái thứ nhất là mình chỉnh cho nó nhỏ lại, đúng không bạn? Nhưng cái này nó đang đi một đường, trong khi cái của mình bây giờ là chúng ta thấy nó có lớn, nó có nhỏ. Vậy thì chúng ta quay lại cái hộp thoại rớt một lần nữa. Có cần catering phân bổ nó không bạn? Không. Cái này là không nha. Tại vì bạn thấy là nó đi một đường như vậy, cô không cần catering mà cô cần là shape dynamic. Vậy thì bạn lưu ý giùm cô, khi mà bạn muốn tùy chỉnh thuộc tính của một đứa nào đó là bạn chọn cụ thể vào, chứ bạn đừng có bấm dấu check như vậy là chỉ phủ lên, nó gán lên thôi chứ nó không tùy chỉnh nha. Vậy thì chúng ta đang chỉnh nó là cái phần size jitter. Có cần cái angle không? Không, không cần angle. Cô cho nó về lại bằng không và cô ráp mau kéo một đường nữa. Bạn thấy rằng nó có lớn, nó có nhỏ nhưng mà nó hơi bị dồn không bạn, nó dồn đặc quá. Vậy thì cô quay lại grid tiếp shape, cô giãn cái spacing này ra được không? Bắt đầu cô kéo lại được như vậy chưa? Và muốn cho nó đi một đường thẳng thì chúng ta chỉ việc làm gì bạn, nhấn giữ shift trên bàn phím để chúng ta kéo một cái đường thẳng. Và bây giờ để chúng ta tạo ra từ ngôi sao này tạo ra một cái vệt thì vào trong menu filter chúng ta gán cho nó một cái lớp hiệu ứng, và cụ thể là blur và hiệu ứng là motion blur, tạo vệt nhòe theo cái hướng chuyển động. Thì cái hướng của mình bây giờ là hướng nhiêu độ bạn? 90 độ. Và cô tăng cái distance này càng cao, tăng càng cao cái vệt nhòe của mình nó càng lớn. Và khi chúng ta tăng cao nó ra như vậy xong, bạn có thể bạn rút phần này xích lên một tí xíu để chúng ta tạo ra một cái khoảng giống bằng đây. Và nếu nó mờ quá thì ngay trực tiếp layer này chúng ta Ctrl Z hoặc là chúng ta nhân lên thêm một lớp, một trong hai các cách chúng ta miễn làm sao nhân lên thêm một lớp để chúng ta tạo rõ. Tại sao ở đây của cô nó bị cắt ngang? Tại vì hồi nãy khi cô gán hiệu ứng thì cái cạnh đáy thằng này nó bị đụng với cái khung tập tinh. Cho nên là bạn thấy rằng cái ngôi sao bạn bị cắt ngang. Vì vậy đến đây có thể cô undo lại và cô di dời nó nằm ở khoảng giữa của cái khung tập tinh. Và cô gán lại hiệu ứng cho nó là blur và là motion blur. Cô rút cái hiệu ứng lại một tí thì bạn thấy rằng chúng ta thấy rõ cái phần vì sao ở đây của mình. Rồi ok. Cô rút cái này lên chút xíu. Ctrl G hoặc là cô nhân bản hàng này lên một lớp để cô tạo ra được một lớp đây. Được chưa bạn? Và tiếp tục cô sẽ tạo ra hình dáng cây thông Noel. Thì đối với hình dáng cây thông Noel này, bạn có thể bạn dùng pen bạn tự điều chỉnh bằng cách là cô cứ vẽ men theo nó. Ví dụ cô vẽ nó ra dài ngẫu nhiên, được không bạn? Còn nếu bạn nào muốn chính xác như bên đây, vậy thì ở đây cô xóa cái đường path này đi ha, cô xóa đi. Quay vào trong vị trí này, chúng ta cứ tạo ra một cái đường path theo nó. Rồi cô nhấn Ctrl để chuyển thành mũi tên trắng là Direct Selection Tool để cô di chuyển cái điểm nút. Và cô nhấn giữ Alt Tab để thành công cụ Convert Bone Tool để cô điều khiển tiếp tuyến. Vậy thì cái việc của mình bây giờ là có phải di chuyển hết toàn bộ cái đường path này sang bên đây không bạn? Vậy thì để di chuyển path thì chúng ta sẽ sử dụng công cụ là Path Selection Tool. Nhưng cái hay của path như sau: bạn đang vẽ path bên tập tinh này ở một cái vị trí nào đó bất kỳ, thì khi bạn dùng công cụ path bạn di chuyển sang cái tập tinh bên kia, bạn không cần nhấn phím gì luôn nhưng mà nó sẽ nằm đúng vị trí mà chúng ta đã vẽ bên đây.
Được chưa bạn? Vậy thì cô thử nhé, ví dụ bên đây cô kéo nó lệch lên đây chỗ này như vậy nha. Thì khi cô di chuyển qua đây cô nhả xuống đây nè, nó cũng nằm ở chỗ này không? Hết rồi chưa? Vậy thì cái việc này chúng ta sẽ không cần phải phải di dời cho nó, chúng ta cứ để nguyên đây, chúng ta nắm kéo qua. Vậy thì đến đây cô sẽ đứng lại công cụ bend, chúng ta tùy chỉnh lại đôi chút, tại vì ở những vị trí này thì có thể nó không có mịn á, thì chúng ta tùy chỉnh lại. Cô vẽ thì nó bên kia chúng ta đồ, nhưng mà chúng ta đồ đại khái như vậy thì nó hơi gắt, chúng ta tùy chỉnh lại cho nó đẹp. Vậy thì cái điểm này của mình cô kéo cao lên một tí xíu, điểm này thì cô kéo xuống một tí xíu. Các bạn quan sát như sau, cô nêu ra một cái layer mới. Vậy thì bây giờ có phải chúng ta cũng cần lại công cụ rớt và cũng cần lại cái hình ngôi sao này để cho nó chạy lên trên đây không bạn? Đúng chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu như sau, cô mở cái window và mở cụ thể là palette path lên, và chúng ta sẽ kết hợp giữa path và cái phần rớt của mình. Cô chọn công cụ rớt với kiểu cọ chúng ta đã chuẩn bị, và ở đây chúng ta chỉ việc click vào trong biểu tượng có tên là drop path with brush, thì bạn thấy rằng ra đóng luôn. Tại sao? Tại vì bản thân cái hình ngôi sao này của mình nó quá lớn không ạ. Vậy thì cô nhấn ngoặc vuông mở để cô thu nhỏ cái thằng này lại, sau đó cô bấm lại thì bạn thấy rằng nó chạy lườm lèo từ trên xuống dưới. Được chưa? Vậy thì bây giờ có phải chúng ta tùy chỉnh cái gì? Undo. Cái thứ nhất của mình có cần catering không? Phân bổ đối tượng có cần không? Không. Cô vào trong shape dynamic, cô chỉnh size filter, và bài này cô cho nó hơi angle, có cần angle không? Cũng không cần angle luôn. Rớt tiếp shape, cô giãn cái spacing ra đôi chút, và bây giờ chúng ta bấm lại vào bên trong đây. Bạn thấy rằng nó chảy đều lên trên vị trí này không bạn? Và bây giờ cô tăng lớn lên một tí xíu nha, cô tăng lớn lên. Lớn quá. Rồi, nhưng cái vấn đề bây giờ là bạn thấy rằng nó lại đều từ đầu đến cuối không? Trong khi cái bên đây của mình chúng ta thấy hai cái đầu tốt của nó là nó nhỏ hơn so với cái phần bên đây. Vậy thì bây giờ ở vị trí đây bạn quan sát như sau. Cái đường path này tạm thời cô vẫn để nha. Cô mượn qua một cái trường hợp khác, cô new một cái layer path mới. Và trong đây cô quay lại custom shape, cô mượn qua cái hình trái tim và cô vẽ ra ở thuộc tính path, cô vẽ ra một cái hình trái tim như vậy. Được chưa bạn? Cô chọn lại công cụ cọ rớt, cô mượn tạm cái biểu tượng cọ tròn thôi. Vậy thì khi nãy khi chúng ta bấm vào bên trong đây thì bạn thấy rằng cái cọ mình nó đều từ đầu đến cuối. Vậy thì bây giờ cô muốn tạo nó một cái là đầu lớn, đầu nhỏ gì đó vân vân. Vậy thì bây giờ quan sát, cô sẽ click phải mouse vào trong cái layer path. Được chưa bạn? Cô chọn chức năng drop path ngay tại vị trí đây. Cái drop path này cũng là thuộc tính tô màu đường viền cho cái đường path. Nó y chang thuộc tính như bên ngoài, nhưng cô phải chọn ở vị trí đây và cô check vào trong cái mục, một cái mục gọi là similar resource. Cái công cụ được vẽ ra, click vào trong đây và cô chọn cụ thể là công cụ rớt. Khi cô ok ngay trường hợp này thì bạn thấy rằng bây giờ nó chưa có được. Thì đôi khi nó hay bị sai về cái phần drop đó. Vì vậy ở đây cô sẽ click phải mouse, cô reset on tool lại nha, cô reset lại cho nó. Cô kiểm tra lại, click phải mouse, cô chọn lại drop path, kiểm nhận một là similar resource và ok. Thì kết quả của cô bây giờ nó ra như vậy. Đôi khi nó hay bị sai á. Thì sai là sai gì, nó không cập nhật được cái chức năng similar resource là tạo cái đầu lớn đầu nhỏ trên cái phần rớt của mình. Thì đến đây bạn sẽ click phải mouse vào trong cái khoảng đây và bạn reset cái tool nó lại giùm cô. Được chưa bạn? Và ngoài cái việc mà chúng ta cho đầu lớn đầu nhỏ, bạn có thể bạn kết hợp với cái phần là opacity và cái phần blur bằng cách là cô sẽ check vào trong cái biểu tượng này thì nó sẽ kết hợp là luôn cả cái phần mờ. Bạn chỉ cần drop path và check một lần ở vị trí đây thì bây giờ bạn bấm vào trong cái biểu tượng này thì để nó hiểu cái thuộc tính là similar resource đó luôn. Thì cái này là chúng ta đang kết hợp luôn cả cái phần mờ vào trong cái phần lớn phần nhỏ cho cái cọ rớt. Bây giờ cô chỉ việc cô tắt cái hình trái tim đi, bạn thấy rằng kết quả cái đây là của mình. Được chưa? Vậy thì bây giờ ngoài cái việc mà chúng ta làm cho nó là một cái cọ tròn nó đều như vậy, thì cô đứng ở phần cọ rớt, cô tùy chỉnh cái thứ nhất là spacing, cô tùy chỉnh shape dynamic, cô cho nó có lớn có nhỏ. Rồi catering cô tùy chỉnh chút chút thôi. Thì khi cô click vào trong biểu tượng này thì bạn thấy rằng nó có đầu lớn, đầu nhỏ và nó mờ mờ không mà. Vậy thì ở đây cô quay lại cái hình ngôi sao của mình.
cô tắt chức năng này đi nha. Cô chọn lại cái hình ngôi sao. Chúng ta tùy chỉnh, ví dụ cô chọn nó là size filter, rớt tiếp xếp, cô giãn cái spacing ra, cô thu nhỏ này lại. Để chắc chắn, cô click phải mouse vào trong cái phần là layer path trên palette path và cô chọn là drop path. Chắc chắn rằng chức năng này nó đang chọn và bây giờ chúng ta chỉ việc ok thì tự động nó sẽ tạo cho mình cái đầu lớn, đầu nhỏ trên đây. Chúng ta chỉ việc là gì, ẩn cái đường path đi, nhưng mà ngôi sao của cô bây giờ nó hơi lớn cho nên là tiếp tục cô thu ngôi sao này xuống một tí nữa trước khi cô bấm vào trong đây, thì đây là kết quả của mình. Thì bạn thấy rằng nó sẽ có cái đầu lớn, đầu nhỏ, thì tất cả những cái đường này của mình cố gắng bẻ cho nó mịn á, thì lúc đó cái chỗ này bạn đi nó sẽ mịn hơn, cái này nó hơi gắt nè, được chưa bạn? Và cái cuối cùng thì chúng ta chỉ việc gán cho nó một cái hiệu ứng là Outer Glow để tạo phát sáng lên cho phần này. Và Outer Glow này cô sẽ cho nó là màu trắng. Chúng ta tùy chỉnh opacity, tùy chỉnh size. Cái cuối cùng cái ngôi sao này thì chúng ta dùng trực tiếp công cụ rớt và chúng ta tăng cái đầu cọ lớn lên một tí. Chúng ta chỉ việc click mouse ra ngoài vùng trống một cái để chúng ta tạo thêm cái phần ngôi sao này. Đối với văn bản thì văn bản này không có gì đặc biệt, thì chúng ta sẽ dùng công cụ là test. Rồi sau đó mình chỉ việc click mouse ra ngoài vùng trống, chúng ta nhập cái văn bản ra. Dùng ngay trực tiếp công cụ test, cô quét khối cái phần văn bản đây. Cái thứ nhất, trên thanh đặc tính của nó, cô chỉnh là cái phần màu test là màu trắng. Cái thứ hai, cô tùy chỉnh cái phần size cho lớn lên một tí để bạn dễ thấy. Và nếu bạn nào xác định được đây là phông chữ gì thì chúng ta chọn cụ thể. Còn không thì bạn sẽ click cho cái tên của phông chữ nó xanh lên, sau đó nhấn mũi tên lên xuống trên bàn phím. Và cụ thể phông chữ này cô sẽ chọn phông chữ đó là Cristina. Không biết đây nó có cài không? Grip C à. Rồi là nó không có cài cái phông chữ này. Phông chữ đó là phông chữ Cristina. Vậy thì đến đây nếu không có phông chữ gần giống thì bạn có thể bạn chọn cho cô một cái phông chữ nào đó tương ứng gần chút xíu bạn đưa vào. Và kết hợp với đó chúng ta cũng có cái phần chuyển sắc. Vậy thì sỏi phần là phần Outer Glow. Vậy thì bây giờ thay vì cô thực hiện lại một lần nữa Outer Glow và cô muốn nhân bản cho nó, thì cô nhấn giữ Alternate và để mau ngay cái phần hiệu ứng chúng ta cần nhân bản. Chỉ việc nắm ráp vào trong cái biểu tượng của một layer nào đó là xem như chúng ta đã nhân bản được cái phần hiệu ứng của nó lên.